Thưa quý vị, việc sử dụng các thành phần tự nhiên trong hỗ trợ và điều trị suy giảm chức năng nam giới đang là xu thế trên toàn thế giới. Và mới đây thì các chuyên gia Nhật Bản đã tạo ra bước đột phá trong việc chiết xuất các tinh chất quý có trong sâm maca Peru kết hợp với các nguồn nguyên liệu thiên nhiên để tạo nên sản phẩm qua thực phẩm chức năng sinh lý dạng nước đầu tiên tại Việt Nam. Vừa qua tại Hà Nội diễn ra cuộc hội thảo quốc tế về y tế giữa các nhà khoa học Nhật Bản và Việt Nam. Các chuyên gia y tế đến từ Nhật Bản mong muốn đối tác Việt Nam chia sẻ nguồn dược liệu quý giá sẵn có từ thiên nhiên mà kết hợp với công nghệ và dây chuyền hiện đại để cùng cho ra đời các sản phẩm y tế. Tại cuộc hội thảo này, hai bên cũng ký biên bản chuyển giao công nghệ bào chế các dược liệu dạng nước ra hoa để hỗ trợ sức khỏe cho người sử dụng. Jaguar đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn của một sản phẩm chức năng tốt, an toàn, mang tính duy trì và ổn định lâu dài, nhưng vẫn cho người dùng cảm thấy được hiệu quả ngay từ những lần đầu sử dụng. Các sản phẩm thiên nhiên bổ dưỡng như Sâm khi sử dụng cũng cần chú ý đến hàm lượng các chất. Riêng trong sản phẩm Jaguar, các nhà khoa học đã tính toán vừa đủ nên người trưởng thành sử dụng mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 gói, rất tiện lợi. Sản phẩm sẽ giúp kích thích và tăng khả năng ham muốn tình dục cũng như khoái cảm tăng cường khả năng sinh lý và sức khỏe nam giới cải thiện khả năng sinh sản do làm tăng số lượng chất lượng tình trùng giảm stress giúp tập trung minh mẫn hơn làm chậm quá trình mãn dục nam